Dạ, em tên là Nguyễn Việt Hà, em năm nay 24 tuổi, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, ba mẹ em thì ở Vũng Tàu. Hà đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm nhân viên văn phòng, điện thoại viên của nhà mạng Vietnam Mobile. Hiện em đang làm ở quận mấy? Dạ, em làm ở Tân Bình. Tân Bình. À, tôi lên, đang hơi căng thẳng chút xíu ha. À, 24 tuổi ha, nhân viên là điện thoại. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em tên là Trần Văn Mỹ, hiện tại năm nay em 24 tuổi. Và em đang công tác tại Trung đoàn 97, Sư đoàn 370 của Quân chủng Phòng không Quân. Nghề nghiệp chính hiện tại của anh đang làm công tác trong đơn vị là làm cơ giới trên không. Cơ giới trên không là sao em? Dạ, là một người nắm về kỹ thuật của máy bay trên ở khu ở trên không ạ. À, tức là em ở trển không á, đúng không? Dạ. Không có lo gì cả. Dạ. Hà, ưu điểm khuyết điểm của em là gì hả? Dạ, em có vài cái vừa ưu điểm vừa khuyết điểm không chị? Dạ, em nói gì? Em nhây, em lầy. Cái mức độ như thế nào? Dạ, ví dụ có một vấn đề đi. Ví dụ như chị hỏi quả trứng hay có trước hay con gà có trước là em nói cho chị đến sáng luôn, vẫn chưa biết là con gà có trước hay quả trứng có trước. Dạ, thấy là hơi rối rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn em biết quan tâm người khác, em rất là ga lăng với mấy bạn nữ xinh đẹp. Rồi thích gái đẹp là được rồi chị. Thích gái hay thích trai? Dạ thích trai chị. Thích trai xong ga lăng với trai. Trai phải ga lăng với mình với chị. Dạ. Em còn biết rap nữa. Rap. Dạ. Thì hôm nay em đến chương trình em sẽ tặng anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và anh cha bên kia, và cũng như tặng thầy các bạn bài Ngày Anh Nhớ Em. Vì chuyện này biết bao nhiêu thứ để tìm vui. Em gặp anh là điều duy nhất mà em cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ bỏ cả thế giới để yêu anh. Anh không tin thì cứ ôm em để biết tình cảm bao nhiêu xem. Em không yêu bằng lời nói, em yêu bằng thời gian. Vì chỉ thời gian cho ta biết được đó mới là hạnh phúc trời ban. Em nhớ anh nhiều lắm, muốn anh về với em. Nơi Sài Gòn này quá chật chội, nó làm cuộc sống em lấm lem. Những lời nói vô bài tình cảm, anh đừng nghĩ em cất cớ. Em có thể đánh phần trái tim bằng từ nhờ ơi nhớ xót nhớ. Nè em ghét ông trời cho anh và em gặp gỡ, sau đó bắt hai ta xa nhau như hai. Em quên lời chị. Ông đang hết một bài nào đó phải đáp lại cái rap bên kia đi. Ồ, có đàn nữa hả? Mình thì mình không đọc rap được hay như bạn đâu. Mình chỉ dạ, có thể hát được cái những cái bài nó đơn giản thôi. Rồi hy vọng là bạn sẽ thích bài hát này. Dạ, có người tặng là thích rồi anh. Bài suy nghĩ trong anh nhá. Những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây? Anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là thương thương tôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngân ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Em rụng tim rồi chị. Em rụng tim rồi chị. Rụng tim ha. Rụng tim rồi đó. Treo tim nó lại đi em, khoan rụng đã. Bây giờ Mỹ nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, về ưu điểm của em thì em là một người rất nhiệt tình cho công việc và vui vẻ, hòa đồng. Và có cái tính cách là mình rất là để mà mình thích là mình làm. Thích thì làm, có những cái khuyết điểm gì không? Về khuyết điểm của em thì em cũng rất là dễ nóng tính. Vì ức chế quá thì mới bộc phát ra thôi. Thế còn bình thường thì em cũng không bộc phát được nữa đâu. Dạ, mẫu người lý tưởng của em trai hàng không chị? Còn để mà lấy làm chồng á chị thì chỉ cần ưa nhìn là được. Đẹp quá chồng người ta chị ơi. Chỉ cần 1m7 thôi, 6'6 cũng được. Mét mấy Mỹ? Dạ, may 1m7 em. Cũng được. Còn em thích cô gái như thế nào? Thì tới chân của em thì em thích một cô gái dễ thương mà vui vẻ, hòa đồng. Ngoại hình sao em, ngoại hình? Về ngoại hình thì cũng dáng cao khoảng 1m6. Anh ơi, tròn tròn được không anh? Hả? Mập mập tròn tròn được không anh? Chứ em mập lắm á, em gần 60kg lần á. Thì mập mập thì cô ôm thì cũng thấy cũng được. Đúng. Tiêu chuẩn gì nữa không? Tiêu chuẩn của em thì cô gái mình nghĩ là ba vòng phải 90 nhỉ? 90 đều hết đúng không? Là không đâu. Sao? 90, 70, 90. 90, 70, 90. Cao 1m6. Dắt qua hậu luôn rồi quá. Qua tôi kiểm tra coi 90 thế nào nha. Dạ. Ô trời ơi. Anh ơi, em bị dư vòng 2 rồi anh. Không sao. Tất cả mọi thứ bây giờ không quan trọng nữa. Xin thông báo đàn trai, đàn gái,
rất là xinh. Em gái. Dạ. Em có nghĩ rằng lúc nào đó em sẽ yêu một quân nhân, một sĩ quan chuyên nghiệp ở quân đội nhân dân Việt Nam không? Dạ em cũng không nghĩ tới, mình có như là tin vào cái duyên đi anh. Tại vì anh hai em cũng là hải quân. Ồ, dạ. Wow, hay quá. Dạ. Còn ba em có làm gì trong... Dạ, ba em cũng là hải quân về hưu. Hải quân về hưu luôn. Dạ, đúng rồi. Hải quân kết hợp với không quân là dữ rồi nha. Trên không và trên biển luôn. Anh thấy bên đây cũng là một chàng gọi là quân nhân dễ thương ha. Còn chúc em sẽ kiểm tra mọi thứ. Dạ. Đàn gái, ok. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ anh đi trực đêm hoài đó. Thí dụ đột xuất anh đi trực vậy rồi em có ghen không? Đi trực mà ghen gì chị, vô bộ đội tại con trai không ghen gì chị ơi. Nhớ dạ, nha, nhớ dạ, nha. Em cần ghen, ghen gọi là em ghen vui không chị? Ví dụ lâu lâu lục điện thoại ra thấy tin nhắn. Anh nha, anh nhắn con này khi nào? Trời ơi, kiểm tra điện thoại người ta luôn hả? Dạ ý là mình vui, mình lướt vui thôi chị, vui thôi. Vui có ý đồ dạ, phải không? Dạ ghen vui thôi. Và bây giờ là cái điều gì mà cái điều em không thích nhất ở người bạn gái? Điều em không thích nhất chính là sự giả dối. Lấy nhau về thì em định sẽ, vợ chồng sẽ sống ở đâu? Dạ vì cũng đặc thù công việc của mình, hai trực tròn cũng hay ở đơn vị nhiều á, thì em cũng có thể hy vọng vợ chồng á có thể ở cùng với nhau ở dưới Cần Thơ. Ở Cần Thơ? Dạ. Là hiện tại em đang công tác ở Cần Thơ. Dạ vâng, em đang công tác ở Cần Thơ. Nếu tình yêu đủ lớn là mình vẫn đi theo chồng được đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Cho dù em ở xa cách mấy thì anh Mỹ vẫn tới được, bởi vì ảnh là phi công lái máy bay. Đây, anh tặng em đúng không ạ? Dạ em cũng dạ. Có món quà tặng cho anh. Rồi, anh có thể mở ra được không? Dạ, dạ em đeo cho anh nha. Dạ đây là vòng tay bình. Hy vọng là anh ở đâu làm gì thì mình đang là trên hết. Thầy, anh cảm ơn em. Thì đây là bó hoa mà chính tay anh tự làm. Thì anh muốn gửi để em. Anh cảm nhận như em. Đối với anh thì em là một cô gái rất là xinh đẹp. Em cảm ơn. Và qua cách nói chuyện anh lúc đó anh cũng không tưởng tượng ra em sẽ là con mặt của em, hình dáng của em sẽ như thế nào. Nhưng mà trong đầu anh tưởng tượng ra em là một cô gái rất là hoạt bát, vui vẻ. Và cũng có rất là có năng khiếu trong cái việc hát đấy chứ nhỉ. Yeah. Em con nít lắm á, anh chịu được không? Anh thì rất là khoái con nít cơ. Vì con nít thường nó hay bám anh nhiều lắm. Em thấy anh thì cũng chững chạc, hát cũng hay nữa anh. Em rụng tim nãy giờ rồi. Bây giờ cái chuyện hẹn hò trong tương lai như thế nào nè? Trước mắt thì em vẫn ở lại Sài Gòn, thì không biết là những lúc anh về phép tranh thủ thì anh có lên được Sài Gòn không, hay là anh chỉ ở dưới Cần Thơ thôi? Vì Sài Gòn ở trên này không có mục đích để anh đến. Nhưng nếu như em đã là mục đích của anh thì anh sẽ thường xuyên về đây hơn. À, anh có tin vào tình duyên không? Anh nghĩ anh sẽ tin vào nó. Dạ em là một... Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Người thiên về tâm linh nên em rất là tin vào cái chữ duyên, chữ nợ. Em muốn coi gì không? Coi tướng coi gì, chị kêu anh đứng lên cho em coi. Đứng lên cho cổ coi coi. Coi kỹ nha, coi hợp không? Dạ, anh nắm lại đi, em biết tên em rồi đó, anh nắm đi. Rồi, xong rồi đó. Ủa là sao? Dạ là đưa tay, đưa tên em vô trong tay anh nắm luôn á chị. À được rồi đó dạ, hả? Dạ, gieo duyên á chị. Em, bây giờ em ghi tên vào tay anh rồi á. Nhưng bây giờ anh xin phép được nhét vào trong chỗ này được không? Dạ, anh nhét vô tim nha anh. Ờ, nhét luôn ha. Dạ, ờ, đóng chặt lại nha. Thôi tôi đi về luôn cho rồi. Dễ sợ. Ngày hôm nay là một kỷ niệm tuyệt vời, thì bạn có thể làm một cái điều gì đó quyết liệt hơn một chút xíu. Thật sự anh hy vọng có thể được nói một lời rằng là cho anh được làm quen em nhé. Dạ. Dạ. Nếu là có thể gặp nhau, chào nhau bằng một cái ôm, thì hy vọng là có thể một cái ôm nhẹ nhàng nhé. Dạ được rồi. Để tay vào nút bấm các bạn. Bây giờ chúng ta đã trao nhau nhiều câu chuyện, nụ cười, ánh mắt, thậm chí một cái ôm rất chặt. Và bây giờ hãy nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nha các bạn. Chúng ta bấm nút nếu như tim mình rung động, còn như tim mình chưa rung động, không cần bấm. Hãy suy nghĩ thật kỹ, lắng động lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Đấy. Hãy xin phép mẹ của bạn nữ để được tiến hành cái thủ tục đầu tiên tại sân khấu bạn muốn hẹn hò. Dạ, cháu chào cô, gia đình. Thì cháu rất vui là hôm nay được chương trình tạo điều kiện để lên được sân khấu ngày hôm nay á. Thì cũng được quen biết em Hà. Và hy vọng rằng cô cùng người nhà có thể cho phép cháu được
làm quen với lại em Hà. Dạ, anh xin đi mẹ em khó lắm đó. Dạ, cô cho xe trả được không ạ? Đồng ý, cô đồng ý. Cảm ơn cô ạ. Đấy. Bây giờ Hà hôn lại mới rụng tim nè. Nãy giờ em nói em rụng tim đó. Hy vọng rằng cuộc hẹn hò này sẽ thành công. Một ngày sớm nhất chúng ta sẽ được nhắc tên ở trong chương trình này, bởi vì các bạn gửi thiệp cưới chúng tôi nha. Anh thích con trai hay con gái? Nhưng mà con quen mình sẽ thích. Quá xa, quá sức luôn. Tim mình có rung động gì không? Chẳng nó đập loạn nhịp anh. Thấy cô ấy thì sao? Chạy, nhìn thì nó đập nhanh hơn, cũng nhìn xa hơn, đập ít lại. Có thấy ấn tượng gì cô gái này không? Dạ thì em ấn tượng em mà nó đập loạn nhịp rồi ha. Không, cứ nói chung chung. Đập loạn nhịp quá vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cô gái nè, mình nhớ, mình nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt cô ấy ha. Bây giờ em ấn tượng gì trên khuôn mặt cô gái ấy? Dạ, mắt bạn ấy rất đẹp ạ. Cô muốn nắm tay cô gái không? Em tên là Nguyễn Quế Anh, năm nay em 23 tuổi. Dạ em là nhân viên văn phòng, hiện đang làm việc và sinh sống tại Tiền Giang. Tiền Giang là hôm nay lên đây quay chương trình rồi về lại Tiền Giang hả? Dạ đúng rồi chị. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Đường Linh. Chào bạn nữ bên kia, chào khán giả bên dưới ạ. Dạ, em tên là Quốc Việt, 23 tuổi. Em làm công nghệ thông tin, em quê ở Bến Tre, hiện thì đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bên kia Tiền Giang, hợp dạ. Lý đó hả? Dạ, cách có cây cầu. Đúng rồi, đâu có cầu. Dạ có à. Dạ, nay là cầu rồi. Nay là cầu rồi chú. Cầu đặc biểu. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì Việt? Ủa, em muốn giống không biết ưu điểm của em là như thế nào nha chị. Khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì theo người nhiều người đánh giá thì nó hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Trời ơi. Ghê 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 ghê. Để hồi tôi qua tôi coi mà không đẹp trai là chết với tôi. Chúc chị kiểm tra giùm em. À, chúc xíu chị kiểm tra giùm cho. Có tật xấu gì nữa không? Dạ tật xấu là đẹp trai. Thôi bỏ qua đi. Tính em thì hay quên thôi. Với thêm ngủ nướng nữa. Hay ngủ bà nướng. Bà ngủ nướng ngày bữa chủ nhật thôi. Còn em, bà em có ưu điểm, khuyết điểm dạ, gì anh? Ưu điểm của em là biết nấu ăn, thích trẻ con. Tới lúc qua thì khuyết điểm của em nó hơi thẳng tính xíu. Với lại có một khoảng thời gian em ít sử dụng mạng xã hội nữa, nên là em không có bạn trai. À, không có sử dụng mạng xã hội là không có bạn trai. Lúc mà em còn xài mạng xã hội á thì em cũng có quen một bạn hồi sinh viên. Mà bạn đó em không có công khai trên Zalo hay Facebook gì đó. Bạn ấy thì ở quê, em thì học ở Cần Thơ lận. Cho nên là bạn ấy lại tính lăng nhăng, không có định hướng cho tương lai, nên em không thích và chia tay với bạn đó. Là một bạn đó thôi, hồi đi học đó thôi. Dạ. Sau này thì cũng có tìm hiểu một người nữa chị, nhưng mà em do em ít xài á mạng xã hội. Bây giờ có xài không? Dạ, bắt đầu xài lại rồi chị. À, bắt đầu xài lại phải không? Là bắt đầu có bạn trai đó. Dạ, em hy vọng vậy. Rồi, bạn trai đẹp trai quá chắc nhiều mối tình lắm phải dạ. Không? Chính vì đẹp trai nên chưa yêu ai vậy. Chưa có bồ luôn. Dạ, chưa có bồ. Thiệt luôn. Dạ, dạ. Có để ý cô nào chưa? Dạ, thích thì có. Tại sao thích mà không tới? Do lúc mà em đi học thì em ước mơ mình thành một game thủ có tiềm năng, nên là em chỉ chuyên game thôi. Ồ. Thích người ta nhưng mà mình lại tập trung vào game. Tức là mê game hơn dạ. Mê gái đúng không? Dạ, đó là điểm chung của game thủ ạ. Hello hot boy. Dạ. Khuyết điểm đẹp trai quá hả? Dạ, có đẹp không chị? Trời ơi, em phải gu chị, phải để cô bên này cô nhận xét chứ. Sao rắc rối quá vậy? Sớm thì em định mặc áo sơ mi lên thôi chị. Nhưng mà em lên gặp bạn nữ em run quá nên mặc áo nó phát vô tôi bước run. Cũng lạ người ta quá ha. Rồi biết hung không? Ủa, hung ba mẹ có mà chị. Rồi chưa có hung bạn gái bao giờ, giờ có biết hung không? Chắc tập từ từ rồi chị. Có coi phim thấy người ta hung chưa? À không, em đó giờ ít coi phim luôn. Nếu mấy cảnh hung chắc không có coi, chưa coi. Chưa coi luôn à, có nhưng mà chưa coi kỹ á chị. Trời đất ơi, rồi bây giờ em muốn người cao thấp mập ốm như thế nào? Dạ, chỉ cần dễ thương là được. Với điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích mẫu người bạn gái hay ghen thôi. Lạnh lắm hả? Dạ lạnh lắm. Giờ muốn nóng không? Thôi để lạnh đi chị. Lạnh gì thở dữ vậy? Em căng thẳng mà chị. Rồi em hít đó cho chị coi 5 cái coi. Cho nó ấm lên nè, nó dễ nói chuyện. Chứ lát dạ. Mở ra nói chuyện bạn gái rung vậy kỳ lắm. Thích đất là nhịp tim mới tăng đó chị. Không có mà nó đỡ lạnh. Hít ta vô hả chị? Đúng rồi. À, em xin phép hít một tay. Trời ơi, ghê, 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 ghê. Trai võ công cao hả? Ấm chưa, ấm chưa?
nhịp tim nó tăng cao. Máu gì nhóm máu gì? Dạ em chưa biết nha chị. Thấy mặt đỏ quá vậy, ngồi ngồi xuống đi cưng. Ủa mà là chơi game không, rồi giờ có cái gì để chuẩn bị lấy vợ chưa? Dạ, hiện tại thì em đi làm chị, nhưng mà có bạn gái thì em sẽ cố gắng nhiều hơn để hướng tới hôn nhân. Bao lâu nữa thì đám cưới được? Khi nào bạn nữ sẵn sàng vậy? Bây giờ sẵn sàng rồi đó, bao lâu em mới có tiền lấy vợ? Dạ thì chắc là 1-2 năm thôi chị. 1-2 năm là nhiều nhất thôi chị. Rồi thở dữ vậy, căng quá chị. Mày đặt lạnh hả cưng? Làm gì sợ đàn gái dữ vậy, để anh lo. Dạ dạ cảm ơn anh ạ. Để coi đàn gái sao mà qua rồi hành hạ đàn trai dữ vậy. Dạ. Để qua bắt đàn gái hết đất luôn. Chào chú Huyền Linh. Chào con. Chú là thần tượng của con. Ô vậy à, cảm ơn con. Con ở huyện nào? Dạ con ở huyện Tân Phước đó chú. Tân Phước đi qua sông rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Về Gò Công qua sông đúng không? Dạ. À như chú có tới nhà con rồi đó. Dạ. Nhưng đúng mà không? Con không có thấy chú. Thấy là con xin tấm hình làm kỷ niệm rồi. Chúc chú cháu mình chụp chung nha. Dạ. À, bạn trai bên đây rất là dễ thương, hiền lắm, nhút nhát nữa. Con có thích người đàn ông mà không có bản lĩnh không? Bản lĩnh thì tự mình làm sẽ có. Con cố gắng được, con sẽ làm cho bạn nó có bản lĩnh. Nói chơi thôi chứ chơi game bạn này bản lĩnh lắm đó. Chỉ có tán gái nhút nhát thôi, như thế mới được. Còn như trai mà cứ gặp gái tướp là không được á. Rồi bây giờ nói cho chú nghe coi, con thích bạn trai thế nào? Ngoại hình thì giống chú Huyền Linh là con thích lắm rồi. Giống không? Giống rồi, nhỏ chú, hồi nhỏ chú đẹp trai giống vậy đó. Rồi gì nữa? Người bạn trai biết chia sẻ, thông cảm với người phụ nữ. Tại vì công việc của người phụ nữ cũng rất nhiều rồi. Khi mà về nhà thì việc nhà nữa, thật sự là rất là mệt mỏi. Sau này bạn ấy là một người chồng, một người cha mẫu mực, sẽ làm niềm hạnh phúc cho người phụ nữ. Đúng rồi. Bạn này có làm được không? Theo quan điểm của em, nếu mà bạn làm việc nhà thì em không bao giờ để làm bạn làm việc nhà một mình. Phải không? Người ta làm mới đứng chơi game đi. Game mà bỏ rồi anh ạ. Bỏ rồi nha. Dạ. Bạn ơi, bạn có gia trưởng lắm không? Mình không gia trưởng không? Gia trưởng chứ không phải gia tưởng. Dạ, em... gia trưởng bên... là dạ, em bên tê phát âm sai. À. Không, bạn này không gia trưởng đâu, bạn này nhát lắm. Bạn có yêu động vật không? Có, mình rất thích động vật luôn. Mình cũng vậy. Thích con gì? Dạ, chó hay mèo? Con thích chó. Đây cũng thích chó. Thôi để hai đứa tự tìm hiểu nhau. Cái nào cũng dễ thương hết trơn á. Dạ, đẹp trai mà. Đẹp trai quá ha. Không, nó có duyên lắm, nhìn nó duyên lắm. Rồi, được. Bây giờ đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Con gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ, với chị ruột và một người đồng nghiệp nữa. Rồi cho chị gặp mẹ nha. Chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả có mặt trên trường quay. Cháu trai hôm nay thì thấy cũng hòa đồng, nói chuyện cũng dễ nghe. Dạ, cảm ơn cô ạ. Cũng hiền, cũng được. Theo cô, gái cô có nên bấm nút không? Thì nó thích rồi nó bấm. Bao lâu nữa cô gả được cô? Chừng nào cũng được, ví dụ như gần đây cũng được. Cô có yêu cầu gì con rể tương lai không? Chứ cô nói hẳn trực tiếp với cậu đó đi, chứ cậu đó có mê game nhiều khi bỏ con một mình đó. Thì cũng khuyên cho cháu hả, nếu mà lập gia đình thì cũng lo sắp xếp chuyện nhà, bớt chơi game lại. Dạ, chơi game là lúc mà con đi học thôi. Chứ dạ, lúc bỏ mà, rồi. Lúc mà đi làm thì không có chơi game nữa. Tại vì nếu mà chơi game thì không đi làm được. Biết rồi, lo gia đình, lo vợ, lo con vậy đó là quý rồi. Ở dưới Tân Phước có ruộng vườn gì không cô? Cũng có ruộng chú. Làm mấy con ruộng cô? Dạ ba công. Có vườn không cô? Dạ không. À, có làm ruộng nổi không? Dạ, nhà em làm ruộng. Dạ. Nhà em ruộng luôn hả? Dạ, Bến Tre mà. À, cũng có ruộng luôn. Nói chứ Bến Tre ghé ngang Tiền Giang là gần ha. À, đi rồi. Qua sông mới tới rồi. Rồi cảm ơn cô. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với chị họ của em hay anh đồng nghiệp của em ạ. Rồi, chào chị. Dạ, em chào MC Quyền Linh. Em chào chị Cát Tường. Chào em. À, dạ, em là chị họ của Việt. Theo em nhận xét bên này thì bé gái bên này thì xinh xắn, nói chuyện rất là dễ thương, vui tính. Còn Việt nhà chị thì đúng theo ý em diễn tả em muốn luôn á, thì Việt rất là thật thà, sống rất là nhiệt tình với mọi người. Sau chương trình này thì chị cũng muốn là có ai đó giúp đỡ Việt thoát khỏi cái cảnh cô đơn trong nhiều năm qua. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ cho hai trẻ gặp nhau ha. Rồi, mở rào.
Rồi, nhìn nhau đi hai bạn. Ủa, vẫn còn lạnh hả em? Chào bạn ạ, mình có món quà tặng. Anh em đi, cho nó thân mật. Anh không biết là em có thích quà gì, nhưng... Cảm ơn anh, hoa hồng rất là đẹp. Nhưng mà anh chắc chắn em sẽ thích món này. Gì vậy? Con đẹp dễ thương quá. Ấn tượng đầu tiên về mình thì bạn thấy anh, em thấy như thế nào? Em thấy anh là một người có cá tính, mạnh mẽ. Em hy vọng sau này chúng ta có thể bước trên một con đường. Tặng quà cho bạn Nam đi. Mới có tặng cái bó hoa mà hy vọng bước chung con đường rồi. Từ từ cô ơi. Chết con ngon quá. Đó. Đây là một quyển sách nói về hạnh phúc. Hy vọng là anh đọc quyển sách này thì nhớ xem. Anh sẽ đọc không sót một trang nữa. Ôi, nhớ nha, đọc không sót trang nào nha. Tây trang một lục anh. Đọc hết cuốn này đi, còn nhà còn trăm cuốn nữa đó. Rồi, cảm nhận là còn trăm cuốn rồi. Dạ, đó. Ít lắm anh, vài chục cuốn à. Em rất là xinh xắn. Cảm ơn anh. Nếu mà chúng ta có hẹn hò được á thì anh sắp xếp như thế nào? Tại vì công việc của anh ở thành phố Hồ Chí Minh, còn em ở Tiền Giang. Quê của anh với em gần nhau mà. Chú từng anh thường chị quê, mà anh phải về Tiền Giang được mới về Bến Tre. Nói chung là cuộc sống của em thì nó đơn giản lắm, chỉ cần ai tạo cho em một sự lãng mạn nhẹ nhàng là được rồi. Anh thích con trai hay con gái? Nhưng mà con của em anh sẽ thích. Quá xa, quá sức luôn. Em cảm thấy bối rối khi gặp anh. Anh cũng bối rối khi gặp em. Anh nhớ tên em không? Chết mồ. À, hồi đầu anh nói mà tính anh hay quên. Cho anh một phút nữa. Đó. Chết rồi chưa? Thôi không làm khó anh nữa, em tên là Nguyễn với anh. Anh tên là Việt. Trời ơi, dở ẹt. Không hỏi lại em nhớ tên anh không? Trời, em không muốn làm bạn nữ bối rối như em nha. Trời ơi, dễ thương. Thôi giờ để đỡ bối rối ha. Em gái hát tặng cho bạn trai cái đi cho nó đỡ bối rối đi nào. Em nghĩ là tình yêu rất là diệu kỳ, nên em sẽ tặng mọi người và bạn trai một bài hát mang tên là Tình Yêu Diệu Kỳ. Một đoạn nhỏ thôi, tại em hát không hay, nhưng mà em thích hát. Nhưng hết anh thích nghe em hát. Đêm nay em nhớ anh, em ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi, hình bóng anh trong tim em đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi anh trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về em. Anh không biết thì sau giờ phút nữa em có bấm chuông hay không? Chuông đâu bấm? Chuông rồi sao ghế? Rồi đây làm như Lan và Điệp chứ bấm chuông. Nhưng mà mình đến đây có một cái duyên. Anh thì có tăng động cái duyên đó. Hãy cho anh cái cơ hội được tìm hiểu em. Cho anh cái cơ hội được ghé Tiền Giang. Không có cho cơ hội nào cho tên nào không nhớ mà cơ hội gì. Đó, tại bây giờ này nhớ rất là khắc sâu. Khắc sâu chưa? Dạ, khắc sâu. Cô ấy tên gì? Cô ấy anh ạ. Tim mình có rung động gì không? Dạ, nó đập loạn nhịp anh. Thấy cô ấy thì sao? Dạ, nhìn thì nó đập nhanh hơn, cố nhìn sao cho tập ít lại. Có thấy ấn tượng gì cô gái này không? Dạ thì em ấn tượng em mà nó đập loạn nhịp vậy ha. Không, cứ nói chung chung. Đập loạn nhịp hoài vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cô gái nè, mình nhớ, mình nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt cô ấy ha. Bây giờ em ấn tượng gì trên khuôn mặt cô gái ấy? Dạ, mắt bạn ấy rất đẹp ạ. Có muốn nắm tay cô gái ấy không? Để tôi cầm giùm cho. Dạ. Nhớ tại em nha. Ừ. Thôi nắm tay Hoàng nói như thế nào đó. Thế mình đừng nắm tay em. Dạ, con xin phép được nắm tay bạn ấy. Anh không hứa được gì hết, nhưng mà anh nghĩ là trái tim anh đã đập đúng hướng á. Hãy cho anh một cơ hội. Xỉu giờ đó, thôi cho nó về đi anh. Thôi được rồi, xỉu giờ đó. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Thở không à. Thọt cái ngón tay vô cái nút. Rồi, ông bấm để... hồi ông bấm không được cho coi. Một
2 3 Hết thời gian. Nó bấm chậm vậy làm anh hết hồn kìa. Em báo không có ăn. Rồi nắm tay nhau đi. Rồi. Xin mẹ hôn đi. Dạ con xin phép được hôn hôn. Hôn ai? Hôn bạn gái của con. Tên gì? Dạ Quế Anh. À. Lần hai là rất khắc vào sâu vào tim rồi không quên được. Vậy được quá. Được không con? Rồi nó xin hôn nhau cô cho không? Không rồi, cậu chưa cho. Ủa không gì? Rồi. Rồi các bạn lo đây là hỏi kia hôn rồi. Hồi đó giờ hôn ai chưa? Dạ có. Hôn ai? Dạ hôn mẹ. Hôn mẹ hôn bạn gái kìa. Dạ chưa. Nay nụ hôn đầu tiên đúng dạ. Không? Hôn lại đàng hoàng, hôn chậm từ vô. Hôn lên má. Kỷ niệm sắc sâu vào tim. Hôn từ từ. Nắm tay vô. Hôn từ từ, chừng nào tôi nói thôi nha. Nụ hôn đầu đời mà đâu đơn giản đâu. Đầu đời nhưng... Hả? Dạ dạ. Bắt đầu chuẩn bị hôn vô hôn từ để ra Nguyên để Nguyên để Nguyên hít hít vô hít sâu giờ ta hôn đầu tiên mà hít đó đi chưa cảm thấy sao cảm giác sao cảm giác hạnh phúc hạnh phúc công nhận nó hít thấy thương luôn hít thấy thương kìa hẹn đám cưới hai đứa rủ anh nha dạ không quên anh được hai đứa cầm bé đi xem phim nha ở cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng á tới xem phim để tìm hiểu nhau yêu nhau nhiều hơn nha chị tổn thương rất là lớn bởi cái sự gia trưởng của người đàn ông gia trưởng và độc đoán cũng có những người rất là yêu thương gia đình rất là trách nhiệm với gia đình và họ lấy đó là cái lý do để cho họ gia trưởng em xin lỗi nha em không sao, kiểu không. Em dễ xúc động quá không sao ý là tại vì gia đình nhà em á thì có em là con một thôi đừng không lên. Phải bắt tay làm ăn chị đừng có thị phạm á cái đó là anh phải biết thôi trời ơi cố lên Mùi ơi cố lên mời nhà trai mời em trai xin mời nhà gái mời cô gái ngồi mời nhà trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe dạ lời đầu tiên cho con gửi lời chúc sức khỏe tới các bác các cô các anh chị các chú ở đây và các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào ạ con là Trần Văn Mùi ạ quê con thì ở Nam Định con hiện tại sống cùng gia đình ở Đắk Nông ạ ở gia đình có làm mô hình nhỏ nhỏ về trồng trọt về chăn nuôi ạ à, mình vẫn đang ở Đắk Nông hả dạ dạ gia đình à. Dạ dạ rồi đó lý lịch trích ngang của nhà trai vậy đó bây giờ chúng ta nghe lý lịch trích ngang của nhà gái nè dạ xin chào chị Ngọc Lan chào anh Quyền Linh chào quý vị khán giả trong phim trường và đang xem truyền hình à, em tên là Ngọc Quý em đến từ tỉnh thành phố Đồng Xoài của tỉnh Bình Phước ạ vậy là sát bên rồi dạ dạ rồi năm nay cô gái của mình bao nhiêu tuổi em 29 tuổi ạ em hiện tại là giao dịch viên ngân hàng ạ hồi trước thì em có một thời gian là học tập ở Sài Gòn cũng có làm ở Sài Gòn một năm sau đó thì em về quê làm việc và công tác tới giờ của em cũng đã gần 5 năm rồi tức là bây giờ mình sống ở Bình Phước luôn dạ đúng rồi bên đây là nông trại ha dạ dạ mình trồng được bao nhiêu cà phê cao su nè con trồng tiêu với cà phê ạ hai cái chữ đi chung không có hên đâu dạ dạ trồng được nhiều không Mùi dạ tính là cỡ khoảng 4 hết 4 hecta nha Lan nha làm nông gì chắc là chắc khỏe dữ lắm hả trời ơi làm nông tao khỏe re cuồn cuộn không cuồn thôi đừng nhắc tới từ đó cưng ủa xin lỗi không để ý bây giờ mình tới với ưu điểm và khuyết điểm luôn đi nhà trai về vấn đề các môn thể dục thể thao thì cũng có bước khỏe đúng không dạ 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 khi tốt nghiệp lớp 12 trung học xong rồi dạ. Mùi làm gì trước con học ở dưới Sài Gòn xong học gì con về điện tử ạ học điện tử công nghiệp điện tử ạ đại học công nghiệp hả dạ xong tốt nghiệp xong rồi không làm sao về quê con có làm ý là con ra công ty làm được một thời gian nhưng mà ý là do sức khỏe của bố mẹ con á thì lại hiện tại là không về chăm sóc sức khỏe dạ, bố mẹ nên là ha? Con chuyển dạ 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 khuyết điểm nào không ý là nói chuyện với nhiều khi gặp bạn gái kiểu run gặp bạn gái kiểu run ngồi đây mà còn run đừng có chi gặp bạn gái ưu điểm khuyết điểm của mình là gì cưng nếu mà nói ưu điểm thì em thấy em là người rất là tận tình á có tâm
rồi rất là tỉ mỉ, cẩn thận. Cái đó nó cũng chính là cái khuyết điểm của em luôn. Đó là tại vì em tỉ mỉ quá cho nên thành ra là tính của em nó sẽ hơi chậm so với người khác. Đôi lúc á, mình suy nghĩ cho người khác nhiều quá thì nhiều khi bản thân mình hay tủi thân. Nói chung nhà gái bên đây á, dịu dàng mà nội tâm lắm. Rồi còn bên nhà trai thì hơi nhút nhát chút. Ông này nhút nhát hả? Được, tôi qua tôi khui thử coi. Nhút nhát lắm. Đó. Qua đẹp, mình coi coi ra sao. Dạ, em chào chị ạ. Hello chàng trai. Em chị ạ. Chào em. Trời ơi, chắc khỏe quá ha. Trời ơi, tướng chắc rụi luôn à. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình ạ. Các mối tình đó nó có đậm sâu không em? Có mối tình nói chung là gần nhất thì hơi đậm sâu một chút. Ý là chúng em quen nhau tình cờ, nói chung là cũng nói chung về bên Bình Phước. Xong em gặp cô. Bình Phước hả? Dạ dạ. Bên kia Bình Phước đó. Về đi đám rồi gặp cố ở đám, xong rồi hai đứa làm quen với nhau. Rồi yêu nhau mấy năm? Dạ 2 năm ạ. Gia đình cố thì muốn cố học tiếp rồi đi gọi là đi du học ở bên nước ngoài. Được chưa? Nhà trai tôi được chưa? Ok. Chịu. Có nhà gái coi sao mà đúng qua soi mói nhà trai tôi dữ vậy? Ôi trời đất ơi, dễ đó. Thương. Chào cô gái ngân hàng. Dạ em chào anh. Có mấy mối tình rồi? Dạ em thì cũng trải qua là chắc cũng 4-5 mối tình rồi. Sao ít vậy ta? Thì cũng có những mối quan hệ thì em cũng quen một vài tháng thôi. Còn cũng có những mối quan hệ thì có thể quen được 1 năm. 1 năm, lý do gì mình chia tay vậy? Em hơi xúc động. Xúc động hả? Chắc là cũng có một cái trắc trở gì trong tình yêu đúng không? Em xin lỗi. Em hơi xúc động. Không sao, từ từ. Cái gì cũng vậy, cũng phải có trải qua rồi thì mình mới cứng cáp được. Cái người đứng bên cạnh em á cũng có nhiều tổn thương lắm đó. Chị Lan là một trong những thần tượng của em á. Thấy chưa? Là cái người mà em đã theo dõi từ rất là lâu rồi. Từ hồi mà em mới học lớp 8, lớp 9 rồi, chứ không phải là bây giờ nữa. Nói chung là những chuyện thực tế thì như thế nào thì em không biết, nhưng mà những cái bài báo mà về chị Lan thì em đều có theo dõi hết. Thực tế nó còn kinh khủng hơn bài báo nữa đó em. Dạ mình bớt nói à. Thế thì bây giờ chị Lan hỏi cái này nè. Có gọi được tên của nó hay không? Để cho chị Lan biết. Chị Lan qua bên kia chị Lan hỏi là cái người đó có những cái mà của cái người cũ có hay không? Để né ra. Chị tổn thương rất là lớn bởi cái sự gia trưởng của người đàn ông. Gia trưởng và độc đoán. Cũng có những người rất là yêu thương gia đình, rất là trách nhiệm với gia đình. Và họ lấy đó là cái lý do để cho họ gia trưởng. Hợp lý. Vậy thì bây giờ với cái người sắp tới mà em sẽ đồng hành thì em mong muốn người đó sẽ như thế nào? Hai cái điểm mà em không thích nhất đó là một là sự gia trưởng độc đoán, hai đó là sự kỳ bo keo kiệt. Thì nói trước là về ngoại hình trước đi. Ngoại hình đi. Tại vì chiều cao em cũng hơi tầm trung á, ý là cũng cao cao. Có cao. Em mong muốn cao nhiêu cưng? 1m7 trở lên. Có lo gì chứ, xin lỗi à. 1m7 mấy luôn? Không, gần thôi ạ, à, gần. Tôi 7 mấy đó. Mắt được. Không thấy, tai không nghe, đều có chuyện gì hết. Phải tự tin lên chứ. Dạ. Đừng mong trắng nha, nhà làm nông không trắng được. Đen mới mạnh mẽ. Trắng đen thì không quan trọng đâu, quan trọng là phải là sạch sẽ, tươm tất, chỉnh chu một tí chứ đừng có xòe xòa quá. Đến với chương trình mặc một bộ đồ rất là dễ thương, lịch sự. Lịch sự. Còn về tính cách thì em thích người có tính điềm đạm, chững chạc, có trách nhiệm và cái người đó, tại vì bản thân em cũng là một người rất là nhạy cảm, nên là em mong là bạn nam cũng là người tâm lý một xíu. Tôi nói thiệt nha, tôi là con gái tôi lấy ông này liền. Mà cũng hiền khô. Còn tôi là đàn ông tôi lấy bà này liền. Ủa vậy đó hả? Lúc mà em có đăng ký trong chương trình đó, em có nói một cái vấn đề như thế này. Em xin lỗi nha, em không sao, kiểu em dễ xúc động quá. Không sao. Ý là tại vì gia đình nhà em á, thì có em là con một thôi. Ba mẹ em cũng đã lớn tuổi rồi, cũng có bệnh trong người nữa. Mà em chỉ mong muốn là cái người em quen á, có thể là ở trong cùng tỉnh Bình Phước, hoặc là nếu xa lắm thì có thể là ở Bình Dương. Để thứ nhất là qua lại thì nó cũng tiện hơn. Còn nếu mà ví dụ như mà sau này có thể tiến xa hơn á, thì có thể là dễ bề chăm sóc được gia đình hai bên. Chứ gia đình nhà em thì thực sự là rất là neo người, có tết nội tết ngoại. Em nghe bên đây nói nè nha, em nhà em đông người đúng không?
Dạ, dạ. Ở rể được không? Nói chung là hai người cứ tìm hiểu, nếu mà nói chung là ở rể thì em không có nghĩa là em có thể mua đất hoặc làm ở đấy, chứ ý là kêu ở gần bố mẹ thôi. À. Chứ còn mà kêu ở rể thì bên kia có hai gọi là hai ông bà thôi. Dạ dạ. Không có ai nữa trong gia đình con một mà. Dạ dạ. Từ Đắk Nông qua Bình Phước gần cũng... dạ cũng gần không bao xa. Dạ. Có mấy chục cây à? Tầm 2 tiếng, nói chung xe đi lại thuận tiện hết ạ. Bây giờ thôi để chúc hai đứa gặp nhau đi. Đúng rồi. Rồi bàn cái chuyện này nha. Cái này còn thương thuyết với nhau dài dài. Đúng rồi. À, bây giờ mình gặp người thân đi. Đúng rồi. Hỏi cô gái chú đem đi với ai vậy? À, em đi với mẹ em với lại một người bạn của em ạ. Kính thưa chú Quyền Linh. Dạ. Cô Ngọc Lan. Cái đó bây giờ cái duyên của nó thì bây giờ tùy nó thôi, chứ còn tôi nó quyết định thôi, chứ còn tôi thì không có quyết định được cái sống được sống qua nó, chứ đâu không phải được sống qua đây. Dạ. Chàng trai này thấy được không cô? Thấy được thì được, nhưng mà xa quá. Chứ là tại vì có một đứa con gái à, ổng cũng yếu rồi. Dạ. Cho nên xa quá bây giờ cũng không biết làm sao mà tùy con thôi. Có bà con ở Bình Phước nên là cũng dễ qua lại lắm cô. Rồi bây giờ mình bỏ qua cái chuyện xa với gần đi cô, mà cô thấy ngoại hình được không cô? Dạ, dạ. Chào anh Nguyên Linh, chào Ngọc Lan. Dạ. À, em là chị của Quý. Thì em thấy thì em trai thì cũng được, hiền lành. Nhưng mà thì cũng hơi xa đó. Tại nhà Quý thì nó neo đơn lắm. Thật ra này nè chị, khi mà yêu nhau rồi á thì không có gì là xa cả. Em thấy em trai thì cũng hiền, nhưng mà thôi để hai em tự quyết định, chung dạ. Hai em tự có cơ hội tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn chị gái. Mình đi với ai cưng? Dạ, em đi với em trai. Em ruột á mùi? Dạ vâng. Trời, nhà còn quá trời, còn em ruột nữa mà. À, em xin chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Em chào tất cả các vị khán giả trong trường quay. Rồi, sao em thấy trai? Chị dâu sao? À, em sẽ có ý kiến của mình là cái bạn nữ hôm nay rất là xinh. Bên em thì cũng có nhà ở bên Bình Phước. À, anh chị mà nên cho nhau là thời gian để tìm hiểu. Thật thì anh chị có thể tiến xa, đi xa nhiều hơn mà có thể tiến đến cuộc hôn nhân của mình. Mình có nhà ở Bình Phước luôn hả? Nhà ông bà ở Bình Phước. Ồ vậy đó hả? Dạ. Đó, bởi vì hồi nãy con mới nói là rất là tiện luôn. Bây giờ thí dụ như anh trai qua Bình Phước ở thì em có thể ở nhà chăm sóc ông ba mẹ được không? Dạ được thì em mua về cũng được. Trời ơi, thì có đứa em vậy thôi chứ muốn gì nữa trời. Trời, thấy chưa? Thôi bây giờ mở rào đi nha. Mở rào đi. Dạ em chào anh. Dạ em có một cái phần quà của Bình Phước. Bình Phước thì thật sự là cũng không có những gì hết, thì chỉ có một ít đặc sản là hạt điều thôi. Thì em có một phần quà là gửi tặng anh, với lại là có hai phần là gửi cho chị Ngọc Lan với lại anh Quyền Linh. Trời ơi, có tôi nữa hả? Ngon vậy ta. 12 con giáp em đây, cầm tinh quý mùi. Đó, nhìn cô gái coi thấy sao mùi lần đầu tiên gặp mặt đó. Con chấm với chú hả? Hả? Cô ấy xinh đẹp ạ. Dạ. Xinh đẹp đúng không? Dạ. Đúng với chi tưởng tượng của mình không? Còn hơn thế ạ. Được rồi đó. Rồi Quý thấy mùi sao nè? Em thấy ảnh thì cũng ngoại hình cũng ổn. À, có điều ảnh hơi được trẻ một xíu. Như anh thì nói chung hiện tại là đã xác định là ở nhà thì nói chung là làm công việc, nói chung là cái công việc bông không cố định giờ ra. Ý là chỉ cần có lý do là đi thôi, ý là không bị ràng buộc, có nghĩa là mình tự mình nên mình có thể mình tự làm được. Ví dụ trong chuyện tình cảm ấy, thì anh nghĩ là một mối quan hệ như thế nào là anh cảm thấy là nó hợp lý và nó có thể tiến xa được á? Cơ bản là hai người hiểu nhau, thấu hiểu cho nhau được, anh chỉ cần thế thôi, anh chỉ cần thế. Thì theo bản thân em ấy, thì em nghĩ là ngoài hiểu nhau còn phải có cảm thông và động viên nhau để phát triển nữa. Tại vì có những mối quan hệ á, nó chỉ làm cho bản thân mỗi người trong đó đi xuống thôi. Cho nên là em cần một cái mối quan hệ, và em nghĩ là không phải riêng em đâu, mà đó là điều mà ai cũng mong muốn á. Đó là cái lý do để cho mình phát triển tốt hơn á. Dạ, bây giờ bước tới, đây là cô gái người ta rất là mong muốn được cái sự chở che, được cái sự bù đắp. Bước lên, đứng lên nè. Thôi ở dưới có người bước lên đó. Dạ. Rồi, sân khấu của em. Nắm tay cô gái. Mạnh dạn lên. Thôi đi mùi. Quý mùi đó. Đứng không lên. Phải bắt tay làm ăn. Chị đừng có thị phạm đó. Cái đó là anh phải biết thôi. Trời ơi. Cố lên mùi ơi, cố lên.
Ủa vậy thôi, không có nắm tay chứ vậy? Ủa? Không được một giây luôn đó. Mà mỗi sắp xếp luôn đi. Face to face, hand in hand. Rồi, cảm nhận đi hai bạn. Anh thì cũng không dám hứa. Nói chung là hôm nay có cái duyên, nói chung mình đã gặp được nhau. Thì anh cũng mong em cho anh một cơ hội. Anh không dám hứa trước, nhưng mà nếu mà hai đứa mà có được về thì anh chỉ khẳng định với em là anh không làm nhóm khổ. Tôi xin em và tôi khuyên em hãy tin tôi, vì tôi là chàng khờ dễ thương. Sẽ không ai yêu em như chính tôi lúc này, trừ khi tôi không còn trên đời nữa. Suy nghĩ cho kỹ, đây không phải là chuyện bấm nút rồi cười rồi vui. Bấm là phải có trách nhiệm với quyết định của mình đưa ra. 1 2 3. Hết thời gian. Em gái không bấm. Em có thể nói một chút lý do Quý? Thật sự ảnh cũng hơi rụt rè, với lại ảnh cũng chưa cho em cái cảm giác được là người này có thể bảo vệ và che chở mình được. Qua đó chúng ta thấy rằng những người đàn ông trước mặt người phụ nữ, nếu như mình yêu họ thì mình phải làm sao để họ thấy họ tin tưởng vào cái sự bảo vệ của mình. Có lẽ chúng ta không có duyên với nhau, rất tiếc điều đó. Chương trình sẽ có một số phần quà dành tặng cho hai em. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không đồng ý hẹn hò với nhau. Nhưng đừng lo, chương trình cũng sẽ dành tặng các bạn một phần quà là gói Ruby để trải nghiệm miễn phí nhiều tính năng hấp dẫn của ứng dụng Speak Couple. Ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, văn minh và thân thiện sẽ giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Trong ứng dụng này, bạn cũng sẽ được tư vấn bởi ông Mai bà mối duyên dáng nữa nhé. Rồi, mời hai em. Vậy là một mối tình không thể kết nối được, quý vị. Hai trái tim không đồng dạng với nhau, không hiểu nhau. Thôi, bây giờ chúng ta hãy đến với cặp đôi thứ hai để xem kết quả nó như thế nào. Chứ cái kết quả đầu tiên nó hơi buồn quá. Đến với cặp đôi thứ hai nào. Xin mời. Tôi rất là quan tâm đến cái quyền con người. Tôi cũng rất yêu quê hương, yêu dân tộc. Đối với phụ nữ thì tôi rất là quý trọng, và quý trọng luôn trẻ em. Thì tôi trong cái đơn tôi có trình bày đó, nếu mà dốc dáng đó, thì giống như nghệ sĩ Cát Tường. Rồi ngược lại thì chị nghĩ như thế nào? Về phía em thì em tất cả những cái điều anh nói thì là em đồng thuận. Nhà trai xin mời xuất hiện. Xin mời nhà gái. Rồi xin chào anh. Chào nhà gái bên kia. Bây giờ mình giới thiệu lớn lên để hai bên cùng nghe, để cùng hiểu nhau nha. Rồi mời anh. Thưa quý vị đang theo dõi, đồng hành với cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi tên là Kỳ Nam. Tôi sinh 1956. Tôi nguyên quán ở Kinh Vĩnh Tế, Châu Đốc. Rồi tôi thì ở Sài Gòn. Rồi tôi là tốt nghiệp Đại học Bác sĩ Thú Y. Tôi là luật gia. Tôi cũng có kinh doanh. Dạ. Rồi bây giờ mời em. Xin chào chị Hồng Vân. Em xin chào anh Quyền Linh. Em là Nguyễn Thị Bích Hòa. Năm nay 45 tuổi. Hiện đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là chuyên viên nghiên cứu về kinh tế. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho bên đàn gái biết chút xíu ưu điểm, khuyết điểm của mình đó, anh Kỳ Nam. Về mặt mạnh của tôi đó, tôi rất là quan tâm đến cái quyền con người. Tôi cũng rất yêu quê hương, yêu dân tộc. Đối với phụ nữ thì tôi rất là quý trọng, và quý trọng luôn trẻ em. Đối với tôi đó, khuyết điểm thì cái thứ nhất á, về cái khuyết điểm về lớn tuổi. Cái thứ hai nữa, lớn tuổi đâu phải khuyết điểm anh. nhưng mà tôi cho là lớn tuổi. Cái đó không phải khuyết điểm anh ơi, có thể là cái đó mình tạm gọi là điểm yếu thôi. Lớn tuổi là vợ cũng có lắm, cũng là khuyết điểm. Cái khuyết điểm của tôi á, thì khi tôi mà lái xe trên đường á, tôi gặp những người bất hạnh á, thì tôi chạy qua tôi thấy rồi tôi phải đảo xe lại, rồi tôi xuống xe, rồi tôi cho ít tiền người đó. Cảm ơn anh. Em nói chị nghe cái điểm mạnh của em nè. Em điểm mạnh của em là suy nghĩ tích cực, sống tình cảm, quan tâm đến những người xung quanh. Yếu điểm của em là hay quên. Không ít đâu nhưng mà bây giờ tự nhiên quên hết. Tự nhiên quên hả? Tự nhiên quên. Anh đã có gia đình từ năm nào anh?
Nếu mà kể hôn nhân không á, thì có hai cái hôn nhân. Mà cái hôn nhân đầu tiên á, là người vợ tôi là bác sĩ. Chúng tôi có được ba đứa con. Ba đứa con? Dạ, bây giờ ba đứa con tôi ở Mỹ. Rồi sau đó thì cô ta viết đơn ly hôn. Lớn nhất bây giờ nó là kỹ sư công nghệ thông tin thì nó cũng khoảng ba mấy á. Dạ. Cách nhau cũng 2-3 tuổi gì đó. Thì thằng đó là bác sĩ. Còn Út? Còn Út thì đang học y khoa. Dạ. Gái Út. Còn người vợ sau đó? Tôi ly hôn... Dạ, trước của tôi là bác sĩ thì tôi ở vậy 5 năm. Tôi sống một mình. Rồi trong 5 năm đó tôi buồn dữ lắm. Dạ. Rồi có những lúc tôi lái xe hơi về quê tôi An Giang á, rồi tôi nằm ở trong xe hơi rồi tôi buồn rồi tôi nghe nhạc. À, thì 5 năm sau thì tôi gặp lại một cái người bạn sau này. Lúc đó cô gặp tôi là 26 tuổi. Sống với cô này bao nhiêu lâu? Rồi sống với cô này được 5 năm. Rồi trong cái lúc mà tôi đi Mỹ về á, thì sáng hôm sau cô ta ẵm con đi. Tôi phải tìm, rồi tôi chở con tôi về. Khi mà gia đình bên ngoại biểu cứ bắt về đi. Yeah. Anh xí xí, em nói nhỏ anh. Mình bớt nói cái cảm xúc của mình với cái người cũ, để cái người mới bên đây người ta buồn á anh. Đàn gái giới thiệu chút xíu bây về giờ để đàn gái đi. Nói nghe, tình trường của em như thế nào? Em đã kết hôn một lần. Sau 6 năm thì chúng em chia tay. Và từ đó đến nay là 13 năm thì em chưa có một mối tình chính thức nào cả. Thì cũng có tìm hiểu một vài người, nhưng mà có người thì họ cũng mắc cái bệnh ghen quá chẳng hạn, là em cũng sợ. Mỗi người đàn ông mà em nghĩ là em sẽ đồng hành đến cuối cuộc đời mình là như thế nào? Là một người đàn ông vững chãi, ấm áp, yêu thương em như chính cái con người của em. Có cái cách đối nhân xử thế tốt với mọi người. Còn anh Kỳ Nam, anh muốn tìm một người phụ nữ để có thể làm một người bạn tri kỷ với anh trên con đường còn lại là như thế nào anh? Thì tôi trong cái đơn tôi có trình bày đó, nếu mà dốc dáng đó, thì giống như nghệ sĩ Cát Tường. Cái mái tóc đen bồng bềnh dài giống như là ca sĩ Mỹ Tâm. Đen mà quăng quăng á, đen giận sấm á. Ủa anh Kỳ Nam giờ anh đang ở đâu là chính? Tôi ở Sài Gòn. Sài Gòn nhưng mà anh đi đi về Mỹ hả? Tôi đi đi về. Anh là quốc tịch Việt Nam hay là quốc tịch? Quốc tịch Việt Nam. Xin chào nhà gái. Chào anh Quỳnh Linh. Chào chị. Bây giờ nè, mình cũng lớn tuổi rồi. Dạ. Ví dụ hồi mà mở rào này ra đó, dạ, hai người tâm sự mà hiểu nhau á, dạ, thì khoảng chừng nào chị có thể cho bên đàn trai bước tới? Không quan trọng về thời gian nữa. Hình như là cái mối tình thứ hai là anh có một đứa con còn nhỏ. Còn mối tình thứ hai là mấy tuổi anh? Cháu được 1 tuổi rưỡi, bây giờ cháu 2 tuổi rồi. Anh giỏi vậy ta? Tức là... tôi khỏe mà, ngày nào tôi cũng đi phòng gym mà. Hơi bị very good à. Cảm ơn. Tập gym hàng ngày anh hả? Tôi 6 múi vô bụng. Vậy anh hơn em nhiều lắm rồi, anh có 1 múi à. Với mối tình thứ ba này thì anh muốn có thêm đứa con nào nữa không anh? Chưa chắc rồi. Thì để hỏi đó. Nếu cô ta muốn á, thì tôi cũng đáp ứng. Tức là mình có một đứa con 6 tuổi rồi phải không em? Dạ không. Em là chưa có con ạ. Sống với nhau được 6 năm rồi em chia tay. Anh ơi bên đây chưa có con anh ơi. Chắc đang muốn có con á. Dạ em cũng rất là như trẻ con. Nhưng mà em cũng không có ý định có em bé nữa. Với cái tuổi 45 này thì đối với sức khỏe của em nữa. Thì em không có. Nếu có đẻ thì em cũng không đẻ nữa. Nhưng mà hiện nay bé 2 tuổi đó sống với anh, sống với bà xã anh. Cái cô thẩm phán mà giải quyết ly hôn vừa rồi đó, thì cổ giải quyết con theo tôi. Yeah. Nhưng mà cổ nói là theo luật đó, thì con dưới 3 tuổi thì theo mẹ. Tạm thời bây giờ anh chưa có vợ, anh chưa có người phụ nữ để mà cùng anh chăm sóc đứa trẻ, thì tôi quyết cho nó theo mẹ. Rồi khi nào mà anh thấy đủ điều kiện có người phụ nữ kế bên đó, cùng chăm sóc con đó, dạ, thì anh làm đơn thay đổi quyền nuôi con thì tôi sẽ giải quyết. Tức là giờ nếu mà anh có gia đình tôi thì... vẫn cương quyết bắt con của về. Dạ, dạ, rồi vậy là con có thể về với anh được. Đi với ai vậy? Em đi với cả bố mẹ em. Trước tiên tôi xin chào MC Quyền Linh, dạ, và nghệ sĩ Hồng Vân. Thực sự là tôi đang điều trị ở viện về cái khớp. Nhưng tôi trốn viện, tôi về để ủng hộ cho con gái. Rồi là... Trước tiên tôi nhận xét về anh đây thì tôi thấy cũng rất là dễ thương. Có cái gì đó hợp vì anh cũng bên luật sư phải không ạ? Dạ, được. Tham gia chương trình như Hòa nó không có duyên, nó học thiếu, trước kia thiếu có nửa điểm là nó cũng đỗ. Nhưng mà thôi nó cũng bỏ. Đến đây là một cái duyên rồi. Bấm hay như thế nào đó thì nhường lại cho hai cháu. Dạ, dạ cảm ơn bác. Cảm ơn bác. Chương trình. Dạ, chúc hai bác khỏe ạ. Anh Kỳ Nam đi với ai ạ? Tôi đi với đứa cháu. Tôi tên là Mỹ Hạnh, cháu của cậu Kỳ Nam. Năm nay tôi 69 tuổi.
má tôi là chị thứ hai của cậu Kỳ Nam. Thì giờ tôi có những cái lời nói là cậu tôi đã cũng gian dở hai đời, nhưng mà giái trời Phật cho Kỳ này kết duyên hai người thành đạt với nhau. Cảm ơn cháu ạ. Thôi bây giờ mở rào đi. Mở rào đi. Rồi mở rào. À, anh có món quà nhân cái đầu ngày đầu tiên mà gặp em ở trong cái chương trình này, một cái đó hoa 99 bông hồng. Trời ơi. Em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh, nhưng mà món quà tinh thần. Dạ. Rồi. Đây là một bài mà em rất là tâm đắc. Ngậm lời ru ru mẹ ngày xưa, bà đưa mẹ đêm giấc chưa say nồng, để nay mẹ bế mẹ bồng, mẹ ru con cả tiếng lòng thương yêu. Lời ru bay bồng cành diêu, thân cò lặn lội mấy chiều sang sông. Lời ru ai đó ngóng trông, muốn về quê mẹ mà không có đò. Cảm ơn ạ. Cảm ơn em, cái bài rất là hay. Anh tiếp một bài mà hai bài đều không nghệ sĩ. Dạ anh hát đi. Dạ dạ, dạ. Hạnh phúc ở quanh đây đâu là chuyện bất ngờ, mà em không ôm lấy trong vòng tay biết yêu. Tình yêu trong tay đó em còn tìm đâu nữa, tình yêu trong tay đó em tìm hoài hỡi em. Rồi thư đi qua lại cây nhờ môi với mai, anh đưa em giao phố lựa màu áo cô dâu. Em chọn màu vàng yến nè. Anh chọn màu vàng quanh cơ. Thế rồi em giận anh đó. Anh xin lỗi. Hết giận chưa? Đã hết giận rồi. Rồi vương vỡ lại lành ngày cưới, anh đưa em về bên mơ. Bao nhiêu gã đợi chờ thất vọng ngần ngỡ, trọng hiền như con gái cưới vợ xinh quá đi thôi, hàng xóm ra xem cứ khen hoài. Hay quá. Hôm nay em cũng gửi tặng chương trình bài thơ ạ. Cảm ơn bạn muốn hẹn hò, cảm ơn ekip của MCV, ông Mai và mối tuyệt ghê, kết duyên bao cặp nên đôi kịp đò, bấm nút là đã hẹn hò, lắng nghe tim đập nhịp chờ nhịp trông, đến khi hôn thì đã xong, vỡ òa hạnh phúc trông mong một đời. Xin cảm ơn. Hay quá. Em muốn hỏi gì vậy anh? Ừ. Em muốn hỏi anh là quan điểm thế nào để mà về tình yêu mà để nó bền vững, hôn nhân bền vững á? Anh cũng định hỏi em lại câu đó, nhưng mà em hỏi trước rồi thì coi như là có cái sự hòa hợp lẫn nhau. Trong tình yêu á thì mình phải chân thành, mình phải có một cái quyết tâm là sống với nhau trọn đời và chung thủy. Người chồng cũng như người vợ, theo quan điểm của anh á, vợ nấu cơm, chồng rửa chén, cùng nhau nuôi dạy con, và phải có cái kế hoạch nuôi như thế nào, rồi nữa nó học ở đâu và nó làm việc ở đâu. Thì cái kế hoạch đó thì mình phải có thống nhất với nhau. Rồi ngược lại thì chị nghĩ như thế nào? Về phía em thì em tất cả những cái điều anh nói thì là em đồng thuận. Và ngoài ra thì em nghĩ là cái mà để cho trong tình yêu cũng như hôn nhân mà bền vững là phải có sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau nữa.
để lắng nghe, có sự lắng nghe để hiểu nhau. Vậy khi mà vợ chồng mà sống với nhau á, mà có cái bất hòa, anh là cái người chủ động làm hòa trước. Dạ. Đó, để giải quyết cái bất hòa đó. Cái thứ hai nữa, mình phải cùng nhau. Dạ. Tâm đầu ý hợp. Có xa một chút xíu á, thì mình cũng phải giữ gìn, mình phải bảo vệ cái tình yêu, cái hôn nhân để cho nó trường cửu, giống như là sông Hằng và núi Everest. Hết thời gian rồi. Quyết định trong vòng 3 tiếng đếm anh chị nha. Chuẩn bị 3 2 1. Hết thời gian. Anh không bấm, chị cũng không bấm luôn. Dạ. Chia sẻ chút xíu tại sao chị lại không bấm nha. Tại sao vậy em? Về mọi mặt anh đều rất được, nhưng mà em nhìn trong anh cũng như qua lời nói với cái sự trao đổi của anh thì chưa có cái cảm nhận được cái tình cảm của anh. Anh cảm nhận thế nào ạ? Tôi cũng xin lỗi chương trình, thì tôi cũng chưa có chuẩn bị được cái thời gian mà để mình tính những cái chuyện hôn nhân nữa. Dạ. À, thật sự mà nói thì anh yên tâm. Hôm nay anh chị không bấm nút, nhưng mà ở trên truyền hình á, rất nhiều người cũng sẽ tìm nút bấm cho anh mà bấm nút cho chị ở đây. Cảm ơn. Rồi. Chương trình rất là nhiều. Chúc anh chị sức khỏe hạnh phúc nha. Dạ. Rồi.